có khoảng 2 phút thôi không cháy giáo án nhá. Con xin mời cô chia sẻ về câu chuyện sử dụng sản phẩm của cô. Con mời cô ạ. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào bạn Dương Dân Tàu. Xin kính thưa thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường cùng toàn thể anh em trong phòng hôm nay. Phương rất là hạnh phúc, cũng là lần đầu tiên được lên công ty. Phương là người của Thái Nguyên, thủ đô gió ngàn, hôm nay lại về thủ đô Hà Nội, ngồi tại chân khách phòng này. Thực lòng là đến bây giờ đứng ở đây còn một chút run đấy, tại vì thế nó sung sướng, nó hồi hộp. Và một cái điều mà hôm nay được nói về mình, Phương là một bác sĩ, cũng là một cô giáo, đã từng công tác trong trường đại học y dược và đến bây giờ đã trên 40 năm trong nghề y. Thế nhưng tại sao hôm nay Phương lại đứng trong khách phòng này? Đó là một cái cơ duyên Phương biết đến Diệu Linh. Và cái cơ duyên đó không phải là mình đã hiểu được về CV đâu. Và từ lâu lắm rồi trong bản thân mình học về cái chức năng, học về dinh dưỡng là không nghiên cứu kỹ, chưa nghiên cứu kỹ. Thế rồi khi mình bắt đầu mắc bệnh mà anh em biết không, hôm nay đứng ở khán phòng này em mới thấy nhìn thấy rằng là một bác sĩ nhưng bệnh hiểm nghèo. Năm 2014 Phương đã bị một cái bệnh ung thư buồng trứng. Và cái bệnh lý của Phương nó đặc biệt hơn của bạn Hòa là cái tổn thương thần kinh và do tự miễn. Nó rối loạn các cái chuyển hóa và tổn thương cứ liệt thôi đấy là do tự miễn. Mình thì là do có thể nó rất nhiều các nguyên nhân. Sau 60 năm cuộc đời thì Phương cũng không có biết. Bây giờ Phương đấy ta thấy rằng là à có phải thanh lọc không, mình chẳng thanh lọc. Ô có sang sửa, có tắm rửa cho tế bào không, nó không biết. Ngày chỉ ngồi đầu rửa mặt. Thế và anh em biết không, Phương đã bị một cái bệnh mà anh em nói là ung thư buồng trứng. Mà nó lại đặc biệt của Phương là nó cứ tái phát thôi. Anh em thấy 14 mổ, 15 mổ, 16 mổ, 17 mổ, 18 mổ. Và Phương đã có 7 lần đại phẫu. Và hôm nay trong phòng khán phòng dược ở đây có chồng của Phương, tức là anh ấy rất là vất vả. Và có những người vào chơi thăm Phương ấy, mọi người cứ khóc thôi và hỏi là Phương ơi có đau không, thì anh xã trả lời trước là không, vợ em mở cục mổ quen rồi cho nên không đau. Đấy, chồng cũng đang trả lời Phương là có biết đau không thì chả hỏi Phương, thì càng cứ hỏi thế. Và chồng trả lời luôn là Phương nó mổ quen rồi cho nên nó không biết đau đâu. Thế và anh em biết tại sao Phương 7 năm đại phẫu mà anh em biết rằng là căng thẳng lắm. Anh em ở một lần mà cái thuộc người của Phương đứng đây là cái vết mổ của Phương ngay ở ức luôn, kéo dài xuống đến tận bụng luôn. Và anh em thấy là 30 phân vết mổ dài như vậy dọc theo cái bụng của Phương cứ kéo như thế. Và một năm Phương đeo cái hộp môn nhân tạo cắt khoảng 1 mét luôn, chứ là nó sung huyết nặng nề như thế. Thế và anh em thấy rằng là Phương chỉ có tối thôi, chỉ biết là lên đường thôi và bay thôi. Nhưng mà anh em thấy rằng ngày hôm nay Phương đứng đây với 60 mùa xuân, 63 mùa xuân, nhưng giả vờ mình cứ nói 60 mùa xuân thôi thì để cho nó trẻ một chút. Thì mình cũng thấy rằng là sức mạnh như vậy. Vậy thì sức mạnh này ở đâu đây? Có đâu cho Phương cái tình yêu này ở đâu đây? Đấy chính là Siri. Ngàn lần Phương biết ơn Siri, ngàn lần Phương biết ơn thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường. Và Siri đã mang đến cuộc sống cho Phương. Và ngày hôm nay cái hình hài của Phương là hình hài của Siri. Máu của Phương là máu Siri. Tóc của Phương là của Siri. Và Phương cười tươi răng nhe như này. Đó là của Siri.